Chiều ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy văn phòng làm bằng thùng container trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một số người đang hàn cắt trên nóc của thùng container loại 40 feet ở bãi xe trên quốc lộ 1 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thì bất ngờ bên trong thùng container bốc cháy. Phát hiện có lửa khói nghi ngút, một số người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhân viên bãi xe nhanh chóng dùng xe nâng di chuyển các thùng container rơ móc ra xa hiện trường để tránh cháy lan. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức điều động các xe chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vụ cháy làm thùng container bị thiêu rụi hoàn toàn. Một thùng container đông lạnh có giá trị hàng trăm triệu để kế bên cũng bị cháy xém phần lốc máy. Được biết, thùng container này đang được chế lại thành một văn phòng làm việc. Chiều nay, một số công nhân đang hàn cắt để hoàn tất các công đoạn cuối cùng thì xảy ra cháy.